Rồi, xin chào các bạn, đây là cặp hit yên dành cho xe cúp nha các bạn. Rồi, dành cho xe cúp 86 custom. Đối với xe thì mình sẽ có hai loại đế là đế sắt và đế nhựa. Thì với đế sắt thì nó sẽ là loại một chân nha các bạn. Nè, cái đây nó có hai chân nè. Ở trên đây là cúp hít nè. Còn đối với mẹ đế sắt nó sẽ có một chân. Nó giống như mình cắt làm nhiều nè, đó, nó có nhiều thôi. Còn đế nhựa thì nó có hai chân. Thì bên mình có cả cục một chân và hai chân luôn nha. Cục một chân và hai chân đều có. Cục này là cục hai chân các bạn. Thì dành cho anh em gắn đế nhựa. Còn đế sắt thì sẽ gắn một chân nha. Đó, cái này là hàng mới trong bịch nha các bạn. Hàng Nhật mới trong bịch. Anh em nào có nhu cầu thay hít yên thì anh em có thể liên hệ nha. Nó hư á, thông thường khi nó hư là cái miếng cao su nè, nó bị nứt nè các bạn. Nứt nè. Là gió nó vô nè, nó không còn hít nữa thôi. Đó. Rồi, anh em nào có nhu cầu thay hít yên dành cho xe cúp thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng nhớ anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản ở bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau. Không ship code nha anh em. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.